Xin chào các bạn, xin chào các bạn đã lại với kênh Anh Công Nhân. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với series game Everland. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm một cái map mới của phiên bản mới cập nhật là map Footwater Pit. Bắt đầu nha. Map này mà khi mình làm xong cái nhiệm ở tất cả nhiệm vụ ở map thứ hai thì mình sẽ qua được map này. Đấy, một map nó có 10 nhiệm vụ nha. Đấy. Map này thì hy vọng xem có cái loại bạn mình có đọc thông tin là bản cập nhật mới là sẽ có những loại quái vật mới. Epic nha, mình gọi được một cái rìu 20 epic đã mà 58 một đầy dây epic nè. Wow, một con thang cấp 7. Wow, phải mới. Hôm nay mình sẽ review cái map này nha. Để xem có gì mới. Wow, có đai đẹp ta. Wow, chết. Wow. Để xem có những loài quái vật gì mới. Xem trong này có gì. Đó là trong này là nhiệm vụ. Mình đánh nó còn hơn cả thằng Assassin. Wow.
thực. À. Con này mọi người. Đối với map này mình nghĩ chắc phải level 40 mình vượt trên rồi. Nhìn đã thật. Wow, con có gì vậy? Lõm. Ôi, con mạnh nhất kìa, nó vô trốn kìa. Wow. Wow. Cái thế này. Quá là quái heo. Trời ơi quái kia. Đúng không? Thank you.
mập đây nè. Mình xin kết thúc video tại đây nha, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.